Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, trong phiên xử chiều nay, hội đồng xét xử cũng đã cho các luật sư bào chữa cho ba bị cáo bị truy nã là Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị SCB và bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân với tội tham ô tài sản. Đề nghị tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án 15 đến 16 năm tù với bị cáo Trầm Thích Tồn và mức án 16 đến 17 năm tù với bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương với cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo kêu gọi các bị cáo trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo này trình bày, dù các luật sư đã tích cực liên hệ gia đình đề nghị cung cấp các chứng cứ gỡ tội nhưng không được hồi đáp. Các luật sư không tranh luận về tội danh mà cáo trạng truy tố. Do các bị cáo đang bỏ trốn nên các luật sư không biết được ý chí của các bị cáo khi thực hiện hành vi là như thế nào. Việc kết tội các bị cáo chỉ dựa trên các hồ sơ, lời khai của các bị cáo khác. Theo các luật sư, các bị cáo đều tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Các bị cáo đều là người làm công ăn lương. Nếu các bị cáo không thực hiện thì cũng có người khác thực hiện. Các bị cáo không hưởng lợi từ việc phạm tội mà chỉ hưởng lương theo quy định. Giữa các bị cáo không có sự thỏa thuận cụ thể về việc phạm tội. Các luật sư mong hội đồng xét xử xem xét khách quan, hợp tình hợp lý để có phán quyết khách quan, phù hợp, toàn diện nhân văn nhất đối với các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các cơ quan tổ chức khác. Chiều nay, sau khi 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn thành việc bào chữa cho thân chủ, đến lượt bị cáo Trương Mỹ Lan tự bào chữa cho mình. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng mình quanh co chối tội khiến bản thân rất đau xót vì bản thân không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân trong vụ án, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo cũng nhiều lần nhắc lại việc có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức, tập đoàn tài chính nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hợp tác với mình tái cấu trúc ngân hàng SCB. Tuy nhiên, việc bị cáo bị bắt đã ảnh hưởng đến quá trình này. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại, vì cáo trạng xác định SCB là công cụ tài chính của bị cáo là không đúng, vì trong số các bị cáo của vụ án có nhiều người làm cho Vạn Thịnh Phát chứ không phải làm cho SCB. Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem lại kết quả định giá của công ty Hoàng Quân, vì thời điểm định giá thì giá trị của các tài sản chỉ bằng một nửa so với giá trị thực tế trước khi bị bắt. Liên quan đến tòa nhà tại số 19 đường Nguyễn Huệ, quận 1, hội sở SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan mong hội đồng xét xử xem xét vì tòa nhà này là của gia đình bị cáo, hiện cho SCB thuê. Hơn một năm nay, SCB vẫn còn nợ tiền thuê nhà. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Trong phần luận tội chiều qua, Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Trong phần bào chữa cho thân chủ, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát xem xét lại nhiều tội danh của bà Lan. Về tội danh tham ô tài sản, luật sư cho rằng cáo trạng đã xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm các tội như đã truy tố với sự giúp sức của các bị cáo khác là đồng phạm. Việc xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người phạm tội chính, không phải là đồng phạm nên tất cả các dấu hiệu của cấu thành tội phạm cần phải được xem xét, đánh giá khi xác định hành vi phạm tội của bị cáo này. Luật sư cũng viện dẫn các điều khoản theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xác định đây là tội phạm đòi hỏi chủ thể phải là chủ thể đặc biệt.
chỉ những người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý tài sản mới có thể trở thành chủ thể của tội tham ô tài sản. Trong khi đó, theo cáo trạng và hồ sơ vụ án cũng xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Luật sư cũng cho rằng, việc suy diễn vì nắm cổ phần chi phối nên bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền lực chi phối, chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB là không có căn cứ và không phù hợp với quy định của pháp luật, vì toàn bộ bộ máy, những người quản lý điều hành của SCB phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo luật các tổ chức tín dụng. Theo quan điểm của luật sư, tài sản của SCB bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý, đề nghị hội đồng xét xử xem xét hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Trương Mỹ Lan. Nếu có đủ dấu hiệu tội phạm thì chỉ có thể xử lý về một tội, đó là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Về tội đưa hối lộ, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vì lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn và Võ Tấn Hoàng Văn về địa điểm, nội dung hai cuộc gặp của bà Lan và Nhàn là chưa phù hợp với nhau. Bên cạnh đó, ngoài lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, hoàn toàn không có chứng cứ nào khác chứng minh bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn. Hơn nữa, lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn về việc này cũng không có chứng cứ nào khác chứng minh lời khai đó là đúng sự thật, đồng thời tính khách quan của lời khai này cần được đánh giá lại. Tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các cơ quan tổ chức khác. Sáng nay, tòa tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Viện Kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, còn lại các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 12 năm 2022, còn dư nợ 132.000 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2018 đến ngày 7 tháng 12 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội tham ô tài sản. Bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 3, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát bước sang ngày làm việc thứ 9. Trong phiên tòa hôm nay, bên cạnh việc tiếp tục xét hỏi các cá nhân tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ trách nhiệm trong vụ án, hội đồng xét xử cũng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản dùng để khắc phục hậu quả vụ án. Để khắc phục hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị bán nhiều tài sản. Đối với khách sạn DU Hà Nội, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình có 73% cổ phần. Con gái bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị bán khách sạn này, sau đó dùng tiền có được khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, bị cáo này cho biết đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place Liễu Giai Hà Nội với giá 1 tỷ đô la Mỹ để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu đô. Đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết, trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu đô la Mỹ, chứ không phải hơn 1 tỷ đô la Mỹ như bị cáo mong muốn. Đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine, bị cáo Trương Mỹ Lan đầu tư 315 tỷ đồng. Trong văn bản gửi tòa, con gái bà Lan cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác khác với giá 315 tỷ đồng, để thu hồi khắc phục vụ án. Còn đối với căn biệt thự cổ tại địa chỉ 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày trước đây mua với giá 700 tỷ đồng. Hiện căn biệt thự cổ này đang bị kê biên.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa không kê biên tòa nhà này, đồng thời kiến nghị được trả lại tài sản trên cho con và gia đình để tiếp tục sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam.